Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, và tôi là Lý Mùi Phin, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về quá trình mình chữa viêm xoang như thế nào. Phin là từng là một người bị viêm xoang từ lúc còn bé, và hình như là hơn 10 tuổi thì Phin bị viêm xoang rồi, mà lúc đó là mình bị chảy nước mũi và hắt hơi sổ mũi khi mà trời lạnh. Cứ trời lạnh một chút là bắt đầu mình bị hắt hơi sổ mũi, nhưng mà vì lúc đó mình còn còn bị nhẹ nên là chủ quan, nên là cứ uống thuốc mấy hôm thôi chứ thấy thấy không còn sổ mũi rồi thì mình lại bỏ, mình không uống nữa. Một thời gian sau bị thì mình lại uống, cứ tái đi tái lại, nó không không dứt điểm. Thì đến năm 2011 thì mình bắt đầu là mình bị nặng, tại vì hồi đó 2011 là mình đang là sinh viên ở trên Hà Nội. Thì khi mà lên Hà Nội mình rất là học theo bạn bè là ăn cay, ăn chua và có uống rượu bia vào cuối tuần với các bạn sinh viên nữa. Và thậm chí là phải ăn rất là cay luôn. Ăn rất là cay luôn. Thì sau gần một năm nó ăn chua cay như vậy và mình đã bị viêm xoang nặng. Mình đã bị viêm xoang nặng là khi mà mình bị viêm xoang trán, nên lúc nào cũng đau ra cái vùng trán. Và nhất là khi mà trời lạnh á, khi mà trời lạnh á thì lúc nào mũi cũng sụt sịt, lúc nào cũng thấy đờm ở cổ họng và nhức ở vùng trán, nhất ở vùng thái dương, mất ngủ triền miên luôn. Nhưng mà lúc đó là mình cũng là chủ quan lắm, tại vì đủ các loại lý do để mình không chữa đâu. Nào là sinh viên thì mình ở phòng trọ không có chỗ đun thuốc này, nào là uống thuốc phải kiên trì này, tại vì sinh viên mà, nên là ngày đi học rồi buổi tối mình đi làm thêm nữa, nên là cảm thấy là mình không có thời gian cho cái việc đó, cho cái việc mình chữa bệnh, nên là mình cũng chủ quan. Nhưng mà đến lúc mà đến một ngày mà mình nghe được tin một người bạn bị viêm xoang mà bị biến chứng mà ung thư xoang, thì lúc đó là mình rất là sợ chết luôn. Thật sự các bạn ạ, mình rất là sợ chết luôn. Thế là lúc đó là mình tìm mọi cách để chữa viêm xoang thì rất là sợ. Thế là mình đã chọn và sử dụng sản phẩm đông y để mình chữa xoang. Thì sau một thời gian mình kiên trì liên tục và mình bỏ ăn chua cay, bỏ rượu bia, thì không tụ tập với các bạn nữa, không thi đua ăn chua cay nữa, thì lúc đó là mình đã chữa khỏi viêm xoang từ cuối năm 2011, khỏi đến bây giờ. Và đến giữa năm 2019 thì mình lại một lần nữa bị tái phát lại, là do mình ở trong Tây Nguyên là rất là nóng, và Cao Bằng thì lạnh, nên là mình cứ đi di chuyển là mình có công việc là vào trong Tây Nguyên về và ra Cao Bằng. Thì đang ở một cái vùng rất là nóng như vậy thì mình lại về Cao Bằng là lạnh hơn, nên là có thể là cũng do là mình di chuyển nhiều, mình bị mệt, nên là cái sức đề kháng nó giảm xuống thì nó lại bị lại. Thì khi mà bị lại thì mình đã chọn dùng bên sản phẩm của bên Xoang Bà Thông. Đây một cái sản phẩm của Xoang Bà Thông. Thì vì bà Thông là con gái của bà Thông là bạn của Phin, nên là mình rất là tin tưởng và mình sử dụng sản phẩm của bên Xoang Bà Thông. Thì sản phẩm của bên đó là có lọ xịt và có cái viên hoàn để uống rồi, nên là mình sau khi mình hai liệu trình mình sử dụng thì mình đã khỏi và hết viêm xoang. Mà mình cũng chia sẻ thêm là cái sản phẩm này thì nó chứa rất là sâu, tại vì bình thường là Phin có dịch ở cổ họng và ở mũi á, khi mà mình dùng cái sản phẩm này và uống cái viên hoàn này, nó chứa rất là sâu, nó giúp mình kéo hết những cái dịch từ bên sâu bên trong ra ngoài. Thì cái sản phẩm này nó có hai cơ chế nhá các anh chị nhá. Một là dùng vào thì nó cảm thấy nó bị nặng hơn rồi nó khỏi. Còn hai là khi mà các bạn dùng vào thì các bạn dễ chịu hơn và khỏi dần dần và khỏi luôn. Đấy, tại vì khi mà Phin dùng khỏi, Phin đã chia sẻ rất là nhiều bạn bè và khách hàng của Phin dùng thì nó rất là tốt. Mà có người là dùng cho con nhỏ, chỉ cần nhỏ vào mấy hôm thôi bắt đầu bé đã đỡ sụt xịt rồi, và liên tục dùng một liệu trình, cái này một liệu trình này là gần một tháng nha. Đấy, thì khi mà liên tục dùng một liệu trình thì nó đã hết rồi. Phin thì Phin dùng hai liệu trình. Phin thì cũng thuộc dạng là mình dùng là nó có nghĩa là gọi là công thuốc đó. Khi mà mình dùng vào thì mình bị nặng hơn, mình cảm thấy mệt khi mà nó kéo hết những cái dịch ra. Các bạn, các anh chị biết không ạ? Khi mà Phin mà mình cảm thấy là ít dịch thôi, không có quá nhiều dịch đâu, nhưng mà khi mà mình dùng cái sản phẩm này vào, nó kéo sâu bên trong những cái dịch ra ngoài, nên là có một cái feedback rất là thật luôn, là Phin là mỗi một ngày mà mình
Mình buổi sáng mà mình rửa mũi, thế là bắt đầu là cái dịch nó kéo từ bên trong ra ngoài, nó kéo dài ra, nhìn rất là khiếp luôn, rất là sợ luôn. Nhưng mà đó là sự thật, đó là sự thật, mình đã chữa khỏi. Nên là mình cũng mong muốn là mình thì mình không bán xoang các bạn nha, mình không bán thuốc xoang nha. Mình cũng mong muốn là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì mình sẽ chia sẻ để nhiều người biết đến, để người ta được chữa khỏi xoang ạ. Tại vì người từng bị thì rất là người từng bị thì rất là thấu hiểu những cái nỗi khổ, những cái nỗi đau của xoang mang lại. Nên là mình chia sẻ là các bạn có thể là nhờ Phi mua hộ, hay là liên hệ tìm trên Facebook là Xoang Bà Thông sẽ có các bạn nhé. Phin là rồi. Phim là phim bắt đầu dùng thuốc của bên Xoang Bà Thông vào khoảng tháng 8 2019, và mình dùng hai liệu trình thì nó hết vào tháng 10 2019, và từ đó là đến bây giờ là mình hoàn toàn là ăn chua ăn cay trở lại bình thường, không có đau nữa và không có xì mũi nữa. Nên là người đã được khỏi bệnh rồi, mong muốn là các bạn tìm được một cái sản phẩm tốt để chữa xoang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở Facebook, tức là ở trên kênh YouTube của Lý Bộ Phim nha. Xin chào.